Và điều đặc biệt là những con robot này thì những em bé từ lớp từ 9 tuổi trở lên là các em có thể tự chế tạo và lắp ráp nó được ạ. Thì các em sẽ lắp ráp nó theo cái yêu cầu, theo cái hướng dẫn của sách hướng dẫn thì mua sẽ đứng kèm theo. Kèm theo đó thì các em sẽ lắp ráp các phần điện và các em sẽ được điều khiển từ xa thông qua điện thoại thông minh. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi mua sản phẩm này thì các em sẽ rồi bạn tiếp theo ạ.